Thưa quý vị, giờ này cũng là giờ phút quan trọng để chúng ta có được những nhân vật quan trọng để mừng cho một cái đài truyền hình Việt Nam của chúng ta phát âm Phật giáo toàn cầu. Và trong đó thì bây giờ chúng tôi xin rất vui mừng được cung đón đón tiếp ông chủ tịch cộng đồng người Việt của chúng ta, tức là anh và Pháp Bùi và phu nhân cũng đi ở dưới từ dưới cái chương trình gây quỹ ở dưới. Anh Pháp Bùi có nói cho ca sĩ Thùy Linh biết là sẽ lên, mời lên con. Con lên đây đứng với ông xã cái đi. Đây con. À, thưa quý vị, để quý vị lắng tai nghe những lời cảm nghĩ, những phát biểu của anh Pháp Bùi. Ai Di Đà Phật kính kính chào các quý bạn. Kính bạch hòa thượng Thích Công Hải, kính bạch hòa thượng chân thành hòa thượng Thích Minh Trí và tất cả quý vị đại đức tăng ni, kính thưa ông thẩm phán chánh án đến trọng đo và trịnh đo, và kính thưa tất cả quý vị phật tử, quý vị quan khách, kính thưa quý vị, chúng tôi rất là vui và rất là hân hạnh có mặt trong ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng mới ở trong cái buổi tiệc gây quỹ cho hòa thượng Thích Minh Trí đó là hướng dẫn. Thì ở bên đó là họ đang tổ chức một cái buổi tiệc xây dựng đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương của chúng ta, và cấp tốc theo mang theo bước chân của thầy đến đây để mà chúc mừng cùng hòa thượng Thích Công Hải, ca nhạc sĩ Thùy Linh cũng như cùng tất cả quý phật tử, quý vị quan khách có mặt trong ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, chúng ta ở trong cái kỷ nguyên rất là tân tiến, thành thử ra theo như lời của Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy, chúng ta phải sử dụng tất cả mọi phương pháp thiện xảo để có thể quảng bá Phật pháp hiện đầu cũng như là làm từ bi đến cho tất cả mọi Phật tử và tất cả mọi chúng sinh khắp nơi. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng đến đây để cùng chung vui với hòa thượng Thích Công Hải và quý phật tử, là chúng ta đã có một bài TV Phật giáo toàn cầu, và qua cái phương tiện này chúng ta sẽ hoàn dương Phật pháp nhiệm màu cũng như là những điều mà Đức Phật đã giảng dạy chúng ta từ nhiều năm qua. Mong rằng hậu ân của chư Phật chư Bồ Tát sẽ phù hộ cho chúng ta và giúp cho quê hương Việt Nam của chúng ta sớm có được tự do, có được nhân quyền và có được quyền độc lập tự quyết cho mình. Và cũng mong rằng Phật giáo của chúng ta sẽ được phát triển tốt đẹp khắp nơi mãi mãi. Và ngày hôm nay con cũng xin đại diện cho thành phố Gatineau để gửi lời gửi cái bằng tưởng niệm và kỷ niệm đánh dấu cái ngày hôm nay. On the revolution on the launching of global voice and media television, thì ra chức chư hòa thượng Thích Công Hải on behalf of the city of Gatineau. Dạ, thật dễ thương vô cùng quý vị thấy không? Làm việc gì thì đồng bào các anh em mà làm trong cộng đồng cũng như chính quyền, chính phủ ở địa phương cũng biết được, mặc dù chúng tôi cũng vì gấp rút quá không có kịp mời nhiều về dân cử ở đây. Tuy nhiên là các anh Pháp Bùi cũng như phu nhân cũng như tất cả quý ông quý thầy được hay tin như vậy đến diễn trợ ủng hộ để khích lệ và xin đại diện cho tất cả các anh chị em trong đài Pháp Âm Phật Giáo toàn cầu cũng như sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni và phật tử, xin chân thành cảm ơn anh Pháp Bùi và chị rất nhiều. Mệt nhưng mà rất là vui quý vị hiện diện và nãy chiều bây giờ thầy mong quá trình không thấy lãi. Chúng ta bây giờ lại xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúng ta cảm ơn rất nhiều cái recognition. Con cũng nhân tiện đây có còn một cái bằng tưởng lệ nữa xin mở đến cho ca nhạc sĩ Thùy Linh, là director giám đốc của đài phát âm Phật giáo toàn cầu. Con muốn nói gì không Thùy Linh?
Thưa quý vị, là cô Thùy Linh trong cái nhân duyên qua bên Hoa Hoài trình diễn do cái Đặng Thị Tân, cô sang năm đó trình diễn ca trong cái dịp Tết. Tức là đầu năm này thì chúng tôi được gặp cô, thì chúng tôi nói là tâm nguyện của thầy muốn làm như vậy, nhưng mà thầy thì bận quá, thầy không có biết về hai tách, không biết là hai tách có thể giúp được không. Thì cô nói là nếu được mà bà thượng thử làm đi, nếu mà được thì bà thượng cho con phụ trong công quả. Thì thưa quý vị, nếu nào quý vị lên trên cái đài Pháp Âm Phật Giáo toàn cầu qua hệ thống YouTube, tức là YouTube đó, thì quý vị thấy tất cả công lao của cô nhiều đêm á, là thức khuya đến sáng luôn để mà cô làm những cái việc này, đặc biệt nhất là cái khóa tuần của Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2 tới 8 giờ rồi, được tổ chức tại Alamona Hotel, thành phố Honolulu. Thì cô đã thâu và cô đã làm và cho chuyển tải vào trong hệ thống YouTube. Thì quý vị sẽ coi đó là cái tài ba mà anh Phát Bùi, mà một người đã từng sống ở đây, biết ca sĩ, ca nhạc sĩ Thùy Linh nhiều năm, cho nên anh đã làm một, chúng tôi cũng không ngờ anh làm một cái recognition cho cô Thùy Linh. Con muốn nói điều gì không? Con nói ngắn thôi. Đang chờ à, trước đúng thì con xin thay mặt cho lời Pháp Âm Phật Giáo toàn cầu, thứ nhất là con xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Hải là một người chủ trương của đài, cho nên mới có chúng ta mới có được ra mắt được cái đài Pháp Âm Phật Giáo toàn cầu ngày hôm nay. Và với cuộc ngày hôm nay là chứng tỏ được là những cái công sức mà chúng tôi đã làm việc trong mấy tháng qua và nó đã hiệu quả như thế nào ở trên YouTube, và trong tương lai chúng tôi sẽ phát triển rộng ra hơn nữa. Đó là nhờ những đôi bàn tay và quý vị, mỗi một người trong quý vị đều là một những người, một người là một ngọn gió để có thể đẩy chiếc thuyền của Thùy Linh đi xa hơn nữa, để mà có thể cống hiến những tài năng của Thùy Linh cộng với những sự ủng hộ yểm trợ của tất cả quý vị, nhất là Hòa Thượng Thích Công Hải sẽ tiến xa hơn nữa trên cái con đường hoằng dương Phật pháp. Và cảm ơn anh Pháp Bùi, anh Viên Pháp Bùi và cũng như là phu quan phu nhân đã đến đây và trân trọng cảm ơn Thùy Linh cái sự kiện kết này, cho nên là rất là vui lần đầu tiên mà Thùy Linh được cái cho nên là cảm ơn vâng, cho con thêm 30 giây nữa thôi. Thưa tất cả quý vị quan khách, chúng ta ở xứ sở Hoa Kỳ, ở Hàn Quốc, làm việc gì cũng phải có chi phí, có tài chính, thì cũng cần rất nhiều người. Thành ra chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả quý đồng hương hãy yểm trợ cho thầy và tổ chức Thanh Hải cũng như thầy Linh, để chúng ta có thể phát triển một cái chương trình TV của mình. Thì ngày hôm nay con cũng xin cúng dường một số tài chính nhỏ nhỏ để chúc cho thầy và chương trình Phật giáo, TV Phật giáo của chúng ta sẽ được phát triển lớn và mạnh mẽ. Thì chúng con sẽ được thầy và Phật giáo toàn cầu Việt Nam một cái gì đó để cho thầy, và cũng mong kêu gọi tất cả quý đồng hương hãy giúp đỡ cho Phật giáo của chúng ta có được một phương tiện quyền hóa Phật pháp nhiệm màu đến khắp nơi. Thưa đây là một cái bó hoa để tặng anh chị cho những đứa trai có thể cho chị rút lô. Thưa quý vị, là những người đóng góp cho cộng đồng của chúng ta rất nhiều, ai cũng thương quý ông quý thầy, hay cũng thương mến anh Pháp Bùi. Thành ra quý vị thấy anh đến với mình, tức là anh đã nhìn thấy được những việc thầy làm để chúng ta có lợi ích cho đồng bào Phật tử, cho đồng bào của chúng ta ở trong cộng đồng thì chúng ta nói riêng, ở cái vùng Nam Cali nói riêng, và chung là cho toàn thế giới. Thành ra xin một lời lễ cảm ơn anh chị rất nhiều kính năng. Thầy thì cũng ít là nhiều, thì con xin gửi một số tiền nhỏ đến để giúp đỡ thầy trong cái cầu giáo của thầy.